Vừa ra ngõ, chưa kịp mặc váy cưới, MC Thời Tiết Diễm My đau đớn phát hiện bị ung thư. Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ ra ngõ, ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa, Diễm My xót xa nhớ lại. Vũ Diễm My từng được biết đến là MC của bản tin thời tiết nông vụ kênh VTC14 đài truyền hình VTC. Gương mặt xinh đẹp và lối dẫn gần gũi tự nhiên của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Thế nhưng không ai ngờ rằng khi đang ở độ tuổi son trẻ và sung sức nhất, Diễm My phát hiện cô mang trong mình căn bệnh ung thư. Bước vào cuộc chiến giành lấy sự sống từ tay tử thần, Diễm My đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ khi chứng kiến cơ thể mình tiêu tụy, sát sơ sau những đợt điều trị hóa chất. Những sợi tóc dài mượt mà của cô cũng rụng hết, chỉ còn trơ lại một khoảng da đầu. Ngay cả hạnh phúc của cô cũng tan biến như một giấc mơ. Vừa tổ chức xong dễ dàng ngo với bạn trai, còn chưa kịp mặc lên người chiếc áo cô dâu, Diễm My đã bàng hoàng đón tin dữ. Những hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của Diễm My khi còn chưa biết mình mang trong người trọng bệnh. Ung thư đã lấy đi của tôi mái tóc đen dài mượt mà, đám cưới sắp diễn ra cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai của một cô gái trẻ như tôi bất ngờ rơi vào ngõ cụt khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư. Ngày hôm ấy, trái tim tôi như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ ra ngõ, ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa. Thế nhưng, chỉ trong đúng một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ đều tan biến. Từ một cô gái khỏe mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị hóa chất nhiều ngày trong sự đau đớn. Mái tóc dài chấm lưng đầy kiêu hãnh khi xưa cũng đã rụng sạch hoàn toàn. Vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối. Tác dụng phụ của hóa chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời. Đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin được giải thoát, nữ MC nhớ lại. Những đợt hóa xạ trị đã khiến cơ thể của Diễm My tiểu tụy sơ sát, ngay cả tóc và lông mày cũng rụng hết. Thế nhưng, tuy nhiên nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đến nay, Diễm My đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sau 6 đợt hóa trị và 3 lần xạ trị, cô gần như giành phần thắng. Đến nay, tôi cũng đã hoàn thành xong 6 đợt hóa trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư trái ngọt mà tôi phải sống dở chết dở để chạm đến, Diễm My hạnh phúc chia sẻ. Không những vậy, trong hành trình đi tìm sự sống cho mình, Diễm My trở nên kiên cường và yêu bản thân hơn. Cô kể, quyết không để số phận đánh gục, Diễm My bắt đầu hành trình tìm lại sự sống. Tranh thủ khỏe lúc nào tôi tập thể thao lúc đó. Giống như khi ta hướng về phía ánh sáng mặt trời, cái bóng của mình sẽ ở lại phía sau. Tôi tin là mọi điều phiền muộn nên được bỏ lại sau lưng. Diễm My xinh đẹp, đầy sức sống của hiện tại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.